Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1599 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email iv thi a gmail com hoặc là qua fanpage misu thi thanh phạm để cho thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ bạn nữ này quê ở Cà Mau, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 5 câu chuyện năm câu chuyện này có chuyện xảy ra trong gia đình của bạn do người thân của bạn đã trải qua có chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua câu chuyện đầu tiên xảy ra với người cậu thứ 8 là cậu ruột của bạn luôn chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy gần 20 năm về trước bạn kể rằng ông bà ngoại của bạn có với nhau tổng cộng 8 người con, gồm có 5 người con trai và 3 người con gái. Do ngày xưa nhà ngoại của bạn rất là nghèo, cho nên sau khi mà mấy dì, mấy cậu với lại mẹ của bạn lớn lên đều đi làm ăn xa cả, trong đó có cậu 8, vào năm mà cậu 8 của bạn cỡ 20 21 tuổi, cậu 8 đã lên Sài Gòn để mà đi làm công ty. Và khi mà lên Sài Gòn đi làm á, cậu 8 có thuê một phòng trọ, cậu chỉ ở một mình thôi chứ không có ở chung với lại ai khác. Bạn kể rằng cậu 8 của bạn á là một người tính tình rất là hiền với lại cậu không có thích đi chơi cậu không có thích tụ tập bạn bè để mà đi uống cà phê hay là đi nhậu nhẹt gì lâu lâu trong công ty tổ chức tiệc liên hoan á thì cậu đi thôi còn ngoài ra những cái cuộc vui chơi vô bổ khác là cậu không có đi hàng ngày buổi sáng cậu sẽ đi làm cho tới chiều á cậu đi làm về tự nấu cơm ăn tự dọn dẹp phòng rồi tự giặt giũ quần áo nói chung á là cậu quần quần ở trong phòng trọ của mình thôi thì chuyện cũng không có gì tầm khoảng chừng một năm trôi qua ha tự nhiên á có một thời gian đó cậu của bạn cứ liên tục bị nhức đầu rồi liên tục á mình mẩy của cậu cứ nhức mỏi với lại cậu hay bị sốt nhiều khi tháng mà cậu bị sốt hết hai ba lần rồi, thì cứ liên tục bị như thế, cho nên cậu của bạn đã điện thoại về để mà nói cho bà ngoại của bạn nghe, cậu nói rằng má má không biết sao dạo này con cứ bị nhức đầu, nhức dữ lắm, rồi con có đi khám nhưng mà bác sĩ nói là con không có bị gì hết, rồi mình mẩy của con cứ nhức mỏi hoài, kỳ cục dữ lắm, con cũng đi khám mà bác sĩ nói là không bị gì hết. Với lại là con hay bị sốt lắm má Nhiều khi tháng mà con bị sốt hết hai ba lần luôn Con cũng không biết là con bị sao nữa Mặc dầu con có đi khám rồi Nhưng mà bác sĩ nói là con chỉ bị cảm sốt thông thường mà thôi Thì khi mà nghe cậu nói như vậy Bà ngoại của bạn mới lo Bà ngoại mới kêu cậu về Kêu rằng đó là thôi không mấy giờ con xin nghỉ làm đi Rồi con về đi Con về ở nhạn thời gian Để mà hả coi coi là con có bị bệnh nữa không ha thì lúc đó cậu của bạn không chịu Cậu mới nói với ngoại là thôi má ơi tự nhiên con đang đi làm có tiền hả Con đang đi làm có tiền Vậy cái má kêu con nghỉ làm về quê Rồi về quê con biết làm gì Thôi con đi làm mà chứ con mới về đâu Thì bà ngoại của bạn đã gọi kêu rất là nhiều lần Nhưng mà cậu không có chịu nghe Cậu không có về nha các bạn Thì tầm khoảng một thời gian sau trôi qua nữa đó Có một hôm đó cậu lại tiếp tục gọi cho bà ngoại của bạn cậu mới nói với ngoại rằng á má ơi má bây giờ á con mệt quá má ơi cái đầu con á nhức quá trời nhức luôn nhức đến nỗi mà con không có đi làm nổi con phải xin nghỉ làm với lại giờ mình mấy con nó đau nhức con đi tới đi luôn không nổi mà con mệt quá bây giờ má lên liền đi lúc mà nghe cậu nói như thế ông bà ngoại mới lật đật lên sài gòn rồi xong á là đưa cậu về quê thì ông bà ngoại đã đưa cậu đi rất là nhiều nơi để mà khám nhưng mà bác sĩ nói rằng cậu không bệnh gì hết rồi sau đó ông bà ngoại cũng đưa cậu đi khám đông y nhưng mà cũng không có đỡ các bạn mà càng lúc tình trạng của cậu tám bạn càng lúc càng nặng hơn cậu nằm ở nhà đó rồi hả cậu nói chuyện không được luôn mà cậu cứ lờ đờ lờ đờ lờ đờ vậy đó đi tới đi lui không được luôn nằm miết luôn vậy đó ha thì bà ngoại rất là lo lắng Có một hôm đó vào buổi chiều tối tối rồi Thì ngoại của bạn mới ngồi trong nhà Ngoại mới nhìn ra ngoài sân Tự nhiên vô tình ngoại mới thấy có một cái bóng Mà cái bóng này là cứ lãng vãng lãng vãng ngoài sân nhà đó Cái ngoại cũng hả là hết hổn biết là ai vô trong sân của mình Cái ngoại mới đi ra trước ngoại coi Nhưng khi mà ngoại ra ngoại giờ thì không có thấy nữa không thấy nữa cái ngoại mới đi vô thì tự nhiên lúc đó ngoại mới suy nghĩ rằng đó là ủa kỳ vậy ta nào về nhà mình á đâu có cái chuyện mà thấy người lãng giảng lãng giảng không lẽ mình thấy ma mình ra không thấy ai hết không lẽ ma sao ta thì khi mà nghĩ tới đó cái tự nhiên ngoại mới sực nhớ tới cái chuyện của cậu ngoại mới nghĩ rằng đó là ủa thằng tám á hả trong khi mình đã đưa nó đi khám tùm lum tùm la hết mà không có ra bệnh bác sĩ nói rằng nó không có bệnh gì hết rồi đi uống hả thuốc đông y cũng không đỡ hay có khi nào nó bị bệnh về tâm linh ông ta hay có dông có ma gì theo nó ông ta tự nhiên bất chợt bà ngoại nghĩ tới cái chuyện đó cho nên bà ngoại mới vô mới họ nói với ông ngoại hỏi ngoại coi là cái suy nghĩ của mình đúng hay không thì ông ngoại cũng nghi ngờ ông ngoại mới kêu rằng là ừ không chừng nữa thôi không mấy giờ tôi với bà đi kiếm thầy đi rồi hả mình coi thầy coi làm sao lúc đó ha ông bà ngoại mới tìm thầy sau đó ông bà ngoại đã kiếm được một ông thầy cũng tới nhà ông thầy trình bày cho ông nghe. Thì ông thầy mới kêu rằng là đâu bây giờ dẫn tôi về nhà để coi cái cậu đó coi làm sao. Lúc này ông bà ngoại mới rước ông thầy về ha. Khi mà ông thầy về, ông thầy nhìn cậu xong rồi ông mới nhìn ra ngoài sân. Lúc đó buổi trưa nha các bạn. Ông nhìn ra ngoài sân, cái ông nói với ông bà ngoại rằng là trời ơi, nó theo về tới đây luôn. Cái ông bà ngoại nói uh, có phải dòng theo ông thầy đúng không đúng không cái ông thầy gật đầu ông thầy nói rằng đúng rồi cái dòng này uh, là nói trên Sài Gòn nó theo thằng này về tới đây luôn để tôi ra tôi nói chuyện với nó coi sao cái ông thầy cũng ra trước mà ta nói ông đứng nói chuyện với mình các bạn ông bà ngoại thì đâu thấy cái người đó đâu xong cái ông nói một hồi sao không đi vô ông vô cái ông mới nói với ông bà ngoại rằng uh, là cái con nhỏ này á uh, nó là dông ở trên phòng trọ của cái thằng này ở trên Sài Gòn nè thì hồi trước đây khi mà thằng này nó vô phòng trọ ở á, thì cái cô này á, là cổ để ý cổ thấy rằng á, là con trai của ông bà đó là tối ngày lo làm ăn không có đi chơi giống như những người khác không có đi uống cà phê không có tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè như là những người khác thấy hả con trai của ông bà tính tình hiền mà lo làm ăn không cho nên cái cô này cổ để ý cổ thương cổ thương rồi cổ đi theo nhưng mà cái ý của cổ là không có hại cái cậu này đâu mà do là cổ thương quá cái cổ theo sát nút á thành ra riết riết rồi á là con trai của ông bà bị giảm cái dương khí rồi bị bệnh luôn thì nếu mà tuy rằng không có hại nhưng nếu mà để đi theo vậy hoài là không được cho nên nó là bây giờ tôi sẽ cúng để mà đưa cổ đi thì lúc đó bà ngoại khóc quá trời mới nhờ thầy ha xong sau đó ông thầy mới cúng vấn đề cúng làm sao á, thì do là bà ngoại không có kể cho nên bạn cũng không có rõ chỉ biết là ông thầy cúng thôi thì sau khi mà ông thầy cúng xong tầm khoảng vài ngày á cậu của bạn bắt đầu dần dần khỏe không muốn thuốc gì hết trơn á. mà dần dần cậu khỏe cậu khỏe cậu khỏe xong rồi cậu tỉnh táo rồi cậu ngồi dậy, cậu đi tới đi lui được các bạn. Còn trước đó là nằm chỗ không? Thì khi mà cậu tỉnh táo rồi á, lúc này ông bà ngoại của bạn mới gặn hỏi cậu. Mới hỏi cậu rằng đó là khi mà con đi lên Sài Gòn con làm á, con có thấy ma, thấy dông gì không? Chỗ con ở hay là chỗ con làm á, con có từng nhìn thấy ma gì không? Thì lúc đó cậu gật đầu của nó có. Cái bà ngoại mới kêu đâu con kể lại cho má nghe. Mà sao mày thấy mà không kể cho má nghe? cái cậu nói thì con nghĩ có gì đâu tại vì hồi cái lúc ở quê á nhiều khi mà cậu đi soi ớt soi nhái hay là đi văn câu vào đêm á là cậu cũng thấy ma cho nên về vấn đề thấy ma cậu nhìn thấy mà cậu không có sợ đâu thì cậu kể rằng cái lúc mà cậu lên sài gòn đi làm cậu ở chỗ cái phòng trọ đó đó thì ở đó diện phòng trọ cách cái phòng của cậu cách cái cửa phòng của cậu tầm khoảng chừng ba bốn mét thôi là có một cây đào, cây đào này rất là lớn luôn theo kiểu đào cổ thụ mà người ta trồng lâu năm rồi đó. Thì cái đào này nó to, nó cao nha, thì nó có mấy cái cành vươn ra đó. Nhiều khi buổi tối cậu ngồi trước cái cửa phòng của mình, hoặc là đứng trong phòng mà nhìn ra ngoài cửa sổ thì cậu nói rằng thời gian đầu á là cậu không có thấy gì. Nhưng rồi sau đó tầm khoảng chừng mấy tháng khi mở đây ha là cậu hay thấy vong, cậu thấy có một cô gái Cô gái này á, là ngồi trên cái cành của cái đào đó đó Mà cậu nhìn là cậu biết cái cô này là ma liền luôn Tại vì á, tóc tai của cổ dài thả ra Rồi cổ mặc nguyên một cái bộ đồ dài màu trắng Cổ ngồi trên cái cành ha Cổ mới thòng hai cái chân xuống Cứ lúc lắc đưa chân qua lại vậy đó Thì ban đầu cậu vô tình cậu nhìn lên trên cái cây đào này cậu thấy Thì cậu biết là ma rồi nhưng mà cậu không sợ Thành ra là cậu kệ cậu quay vô luôn rồi liên tục liên tục những cái ngày sau á là cậu hay thấy. Rồi cái thời gian sau này á cô này nhìn cậu mà cười với cậu rất là tươi. Mà cậu nói rằng là nhìn cái mặt của cổ cũng hiền lành lắm Không có gì mà hiện ra kinh dị đáng sợ gì để mà gẹo cậu cả Cho nên cậu đâu sợ Rồi cậu kể rằng nha sau đó ha Chẳng những cậu thấy cô này ngồi trên cây đào mà nhiều khi cậu ngủ ở trong phòng á Cậu thấy cô này á, là đi cả lướt qua lướt lại trong phòng cậu luôn Mà do cậu cũng sợ cho nên cậu kệ Xong rồi có nhiều khi á cậu ngủ nha Mà cậu nằm mơ á Nhìn thấy cô này á, là bay tới bay lui Ở trong cái trần phòng của cậu á thì cậu thấy vậy đó mà cậu do không sợ cho nên cậu cứ kệ Cậu đâu có biết rằng là cổ thích mình rồi theo mình để mà khiến cho cậu bệnh đâu Cậu nói rằng là cậu chưa từng thấy là cổ ăn ở với cậu Cho nên về cái vấn đề mà có quan hệ nhau không Thì cậu nói là không Chỉ nhìn thấy vậy thôi Mà ai già đâu mà cổ để ý cổ thương rồi cổ theo như vậy các bạn thì khi mà nghe cậu nói vậy bà ngoại la quá giờ la nó nghĩ làm sao vậy thấy như vậy mà không nói với má gì hết trơn hay là mình phải cúng kiến cho người ta đừng cho mình thấy nữa xong sau đó bà ngoại kêu rằng là thôi bây giờ con khỏe nhưng mà dạng giống như là con chưa có lấy lại được cái sức khỏe như xưa thì thôi bây giờ xin nghỉ đi rồi là dọn về nhạn thời gian xong rồi là sau này kiếm công việc khác để mà làm thì cậu của bạn cũng đồng ý sau đó ông ngoại của bạn mới lên Sài Gòn Để mà lấy những cái đồ của cậu còn ở lại đó các bạn Rồi đem về quê Rồi trả phòng cho người ta Thì ông ngoại nói rằng đó là cái lúc này nè Tại vì nghe cậu kể rồi bây giờ mới để ý Chứ hồi bữa là lo lên rước cậu về Cho nên không để ý thì bây giờ á ông ngoại lên lấy đồ ông ngoại mới để ý rằng nha là có cái cây đào rất là to thiệt ngay trước cái phòng của cậu luôn các bạn thì đây là câu chuyện đầu tiên do cậu tám của bạn đã trải qua cũng may mắn là cái cô này á, là cổ cũng hiền á các bạn ha nhưng mà do dông theo vậy không nên cho nên nó là cậu của bạn mới bệnh như vậy thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai câu chuyện này á là do bạn đã chứng kiến thì bạn kể rằng á là cái khúc đầu á là bạn nghe bà ngoại của bạn kể lại bà ngoại kể hồi xưa á lúc mà cậu hai của bạn lấy vợ thì ban đầu cậu hai cũng làm ăn xa xong sau đó cậu hai mới về quê cậu hai lấy vợ ha thì khi mà cậu hai cưới mợ hai rồi á thời gian đầu cậu mợ ở chung nhà với là ông bà ngoại rồi sau đó cậu hai mới mua được một cái miếng đất miếng đất này là theo kiểu ở trong vườn trong ruộng á từ nhà của ông bà ngoại của bạn mà muốn đi vô nhà của cậu hai á là mình phải đi tầm khoảng chừng năm sáu trăm mét mà cái đường vô xấu vô cùng theo kiểu cái đường á là đồng ruộng nước có cái con đường đất nhỏ nhỏ mình mang theo mình vô mà cái con đường đất này nhỏ lắm theo kiểu như một hai người đi hoặc là một chiếc xe chạy thôi nha thì ngoại kể rằng á là sau đó mợ của bạn á mợ hai của bạn á là mới sanh ra một bé gái mà ông nội của bạn thì rất là khoái cháu nội gái thì cái chị này tên là tú chị này là chị họ của bạn thì chị tú ha vừa mới sanh ra bụ bẩm vô cùng luôn thấy cưng vô cùng luôn với lại đó là đứa cháu gái đầu tiên ở trong họ đó cho nên nó là nguyên họ hàng ai cũng cưng chị tú cả rồi hàng xóm láng giềng thấy chị thấy cưng á cho nên cưng dữ lắm Ngoại kể lúc đó là mẹ vẫn còn đi học ha Nhiều khi mẹ nghỉ học á Mẹ sẽ đi bộ vô trong nhà của cậu hai Để mà ẩm chị Tú về bên nhà của ngoại Rồi tới chiều á là ẩm vô trả lại cho mợ hai của bạn Cứ như vậy suốt luôn Thì nói chung á là cũng không có chuyện gì xảy ra Mọi người rất là cưng, rất là thương chị Cho tới khi mà chị Tú cỡ 4 tuổi đó Thì có một hôm đó chị Tú mới nói rằng con đau cái lỗ tai quá con đau lỗ tai quá thì lúc đó người lớn mới coi vô mợ với lại cậu của bạn mới coi vô lỗ tai thì thấy rằng là trong lỗ tai của chị tú á là có một cái một mụn nhỏ thôi mụn giống như mụn bình thường á các bạn thì do là chủ quan ở quê nữa cho nên nó là đâu có nghĩ gì khác đâu có đưa con mình đi khám đâu thành ra hả là cứ lấy dầu để mà sức rồi dỗ dành cho chị tú không khóc vậy đó ha rồi cứ nghĩ rằng nó là sao vài hôm thì cái mục này nó sẽ to lên rồi mình nặng cái cùi ra là nó hết nhưng mà không các bạn càng lúc cái mục này nó to hơn nó to thì mọi người chỉ sức thuốc rồi thôi nhưng cho tới hôm á, là cái mục này nó đã bị bể ra nó bể ra rồi máu mũ gì tài le hết trơn thì lúc đó người lớn trong nhà mới thấy sợ mới đưa chị tú đi vô trong bệnh viện cho bác sĩ người ta khám nhưng mà khi vô thì bác sĩ người ta lắc đầu Người ta nói rằng cái đó là cái cục u mà theo kiểu bây giờ chị bị nhiễm trùng máu, cứu không được. Rồi sau đó là chị Tú đã mất nha các bạn. Thì khi mà chị ấy mất á, cậu mợ của bạn rất là đau khổ, ông bà ngoại của bạn đau đớn vô cùng luôn tại vì cưng chị Tú dữ lắm. Rồi cái mọi người mới chôm chị Tú ở phía sau đất nhà của cậu hai của bạn. Thì sau khi mà chị Tú mất rồi á là cậu mợ hai cũng đi làm ăn xa luôn thì bạn kể rằng đó là mọi chuyện trôi qua cũng bình thường cũng bình thường ha sau đó mấy cậu mấy gì của bạn cũng đi làm ăn xa hết mẹ của bạn cũng vậy thì sau khi mà ba với mẹ bạn cưới nhau mẹ mới sanh bạn ra thì lúc này do là đi làm xa cũng không có thời gian cho nên ba mẹ mới gửi bạn về để cho ông bà ngoại chăm sóc. Là từ nhỏ tới lớn là bạn ở chung với lại ông bà ngoại không à. Nhà chỉ có hả hai ông bà với lại bạn thôi là có ba người thôi. Thì bạn kể rằng đó là mọi sự bình thường không có gì hết. Từ sau khi mà chị Tú mất rồi đó là cũng không có hiện về để mà cho ai thấy hay là gẹo hay là phá gì ai cả. Cho tới hôm đó, năm đó là bạn cũng cỡ 13, 14 tuổi, bạn kể rằng á, là nhà ngoại của bạn là dạng như nè Ở phía trước á, là nhà tường Đi vô cái cửa chính á, là cái cửa bằng gỗ Bằng gỗ nha Thí dụ như nếu mà mình mở cửa vô cái là Nghe cái tiếng két rất là lớn luôn Rồi á, là có cái cửa sổ Nhưng mà cửa sổ là không phải thông thống Mà dạng cửa sổ có song sắt đàng hoàng mà những cái song sắt là cách nhau tầm khoảng chừng 10 cm cho nên nó là kể cả đứa con nít cũng không thể nào mà chung ra chung vô cái cửa sổ này được, huống chi người lớn. Rồi á là ở phía nhà trong á là ở đối diện cửa ra vô là có một cái bàn thờ gia tiên. Ở phía bên đây á, ngay chỗ cái cửa sổ là có một cái vạc. Thì ông ngoại của bạn sẽ ngủ trên cái vạc này. Bên đây là có bộ bàn giữa, bên đây là có cái tủ cà phê. Rồi đi vô phía sau á, ở trong là có một cái buồn. Hồi lúc còn nhỏ thì bạn ngủ chung với ngoại của bạn Sau này bạn lớn lên cỡ 10, 11 tuổi, 12 tuổi là bạn ngủ riêng trong cái buồng đó Rồi ra phía sau nữa là cái nhà lá nha Các bạn dạng giống như nhà lá mà nó nói với nhà tường á, Chung một thể với nhau á, Thì bạn kể rằng phía sau là nhà lá Ở phía sau là nhà bếp Ông bà ngoại của bạn để một cái tivi ở dưới nhà bếp Rồi ở dưới có thêm một cái buồng nhỏ là bà ngoại của bạn ngủ trong cái buồng đó thì các bạn tưởng tượng ra được cái nhà của ông bà ngoại bạn ha thì bạn kể rằng mọi sự đang rất là bình thường cho tới một hôm cái ngày hôm đó ông ngoại của bạn đi nhậu ở trong xóm á xong rồi tới tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều ông ngoại của bạn mới đi nhậu về thì lúc này ông ngoại đã sai đã xỉnh rồi ông ngoại mới nằm trên nền đất á các bạn cái ông ngoại mới nói tùm lum tùm la cái bà ngoại mới la bà ngoại mới kêu rằng á là ông đi nhậu về sỉnh rồi thì thôi đi lên dạc nằm đi rồi tôi văng mồm cho ông ngủ nhưng mà ông ngoại không chịu ông ngoại cứ nằm nói tùm lum tùm la cái nói tới mấy đứa cháu thì do là ông bà ngoại của bạn có tới 5 người con trai mà đa số á mấy cậu của bạn toàn là đẻ con trai không thôi toàn là đẻ con trai không à là ông ngoại ông ngoại của bạn có cháu trai không thôi thì chỉ có người cậu năm của bạn á là cách đó mấy năm là cậu có sanh ra được đứa con gái thì ông ngoại rất là cưng ông ngoại cưng lắm được có duy nhất toàn là cháu trai thì được có duy nhất đứa cháu gái này mà do cậu năm cũng ở xa cho nên nó là lâu lâu á mới đem đứa cháu gái này nó tên là pin mới đem về để thăm ông bà ngoại thôi thì cái lúc mà ông ngoại xỉnh á cái ngoại nói tùm lum tùm la, cái nói tới mới đi cháu. ông ngoại mới nói rằng là chỉ có con bé Bin con của thằng Năm là cháu ngoại gì cháu nội duy nhất của tao. Hả? Tao có một mình nói là cháu 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 nội duy nhất của tao à, còn nhiêu hả? Toàn con trai không à. Tao thích cháu nội trai rồi vậy ha. Mà có một mình nó, à. cho nên chỉ có nó là tao cưng nhất, chỉ có nó là thương nhất, chỉ có nó là cháu nội duy nhất của tao thôi mà nói nói liên tục cái câu đó vậy thì khi mà ông ngoại nói vậy cái bà ngoại mới la bà ngoại thì lúc đó bà ngoại cũng không nghĩ gì đâu bà ngoại cũng kêu là mệt ông quá không tào lao quá sỉnh vô cái nói tầm bậy tầm bạ thôi đi lên giường cái bà ngoại với bạn mới dìu ông ngoại lên trên giường rồi cái bà ngoại mới giăng mùng cho ông ngoại ngủ xong rồi bạn thì đóng cửa thì mới nãy thì nói là cái cửa đó là cái cửa bằng gỗ cho nên khi mà mình đóng lại mình mở ra là đều nghe cái tiếng két rất là lớn. Thì sau khi mà đóng cửa xong xuôi rồi, ông ngoại của bạn lúc này đã yên vị ở trên giường rồi, đã nằm trong một rồi thì hai bà cháu mới đi ra phía sau để coi tivi. Tại vì lúc đó mới có 6 giờ mấy, chưa tới 7 giờ tối mà. Thì lúc này nha, hai bà cháu vừa đi ra làm sao, bà ngoại của bạn thì cầm cái remote tivi để bấm tivi lên. Bạn thì ngồi xuống cái giường. Thì khi mà ngồi xuống cái giường á ha, là nói chung từ cái lúc mà đi xuống hai bà cháu đi xuống á tới khi bà bạn ngồi xuống cái giường là chưa tới ba chục giây nữa chưa tới một phút chưa tới ba chục giây nữa các bạn thì tự nhiên bạn nghe một cái két một cái mà cái lúc bạn nghe cái bạn giống như trong lòng của bạn không hiểu sao là trong lòng của bạn tự nhiên thôi thúc là mình phải đi lên trước mình coi tại vì mới nãy bạn đã đóng cửa bạn đã khóa chốt rồi bạn lấy cái ống khóa bạn móc vô rồi tuy là không có bánh nhưng đã móc vô rồi thì lúc này á bạn mới đi lên Bạn đi lên thì Từ khi mà bạn đi xuống Hai bà cháu đi xuống Cho tới cái lúc bạn đi lên là chưa được một phút nha các bạn Khi đi lên Bạn nhìn thì thấy cửa vẫn đóng bình thường Vẫn khóa trong Mà nhìn lên trên giường thì ông ngoại mất tiêu Trong khi mới nãy là Bà ngoại đã văn mùng cho ông ngoại nằm trên giường rồi Còn bây giờ không thấy nữa thì lúc đó bạn mới nhìn nó ủa ông ngoại đâu mất tiêu rồi cái bạn mới la lên ủa bà ngoại ơi bà ngoại ơi ông ngoại đâu mất tiêu rồi ông ngoại đâu mất tiêu rồi thì bà ngoại nói ổng nằm trên giường ngủ chứ đâu cái bạn nói dạ không có không có mà cái bà ngoại cũng lật đật chạy lên thì khi mà ngoại chạy lên ha ta nói hả lúc này bật đèn sáng lên rồi không thấy ông ngoại của bạn đâu ở dưới đất giường cũng không có luôn kiếm quá trời kiếm luôn mà thí dụ như nếu ông ngoại đi cửa sau đi thì hai bà cháu của bạn sẽ thấy cái cửa sau vẫn đang đóng nãy giờ hai bà cháu đâu mở cửa sau thì cái cửa sau vẫn đang đóng cái cửa trước vẫn đang đóng còn cái cửa sổ thì làm sao mà ông ngoại của bạn chung ra được con nít còn chung không con không chung ra được thì huống chi ông ngoại của bạn là người lớn các bạn thì lúc đó hả ta nó kiếm trong nhà tùm lum không thấy ông ngoại của bạn đâu sau đó bà ngoại mới mở cửa ra mới lấy đàn pin á mới đi soi mấy cái bờ ngay chỗ bờ sông á bà ngoại sợ ông ngoại té xuống bờ sông cái hả soi không có kiếm hoài không có lúc đó bạn khóc bạn sợ dữ lắm mà hả bà ngoại hả sao kỳ vậy trong khi cửa thì đóng bình thường ổng đi đâu tại sống ra được xong cái sau đó đó bà ngoại mới lấy điện thoại mới gọi điện vô cho ông chú là à, anh em với ông ngoại của bạn á thì nhà ông chú này là ở trong phía nhà của cậu hai của bạn á kế bên nhà của cậu hai xong cái ông chú cũng đi kiếm lấy đèn pin đi kiếm được kêu thêm mấy người trong xóm kiếm nữa ta nói hả bạn kể rằng nha mọi người lấy đèn pin mà soi sáng cả một dùng luôn vậy đó mà kiếm không có ông ngoại xong cái hả lúc này bà ngoại mới vang vái quá trời luôn cái xong cái bà ngoại đi vô cái hướng mà nhà của cậu hai của bạn á thì mới nãy thì nói đó cái con đường này sao bao nhiêu năm cũng vậy chỉ là một cái đường đất mà cỏ nó mọc lên nó um tùm á các bạn rồi đi lại lúc đó mùa mưa nữa cho nên đi nó trơn nó khó khăn dữ lắm mình soi đèn mình đi mà nhiều khi mình còn té lên té xuống thì bà ngoại mới đi về cái hướng đó xong cái tự nhiên bà ngoại mới soi lại đằng một cái chòi cái chòi này á là người ta làm lên để nhiều khi người ta đi ruộng người ta mệt người ta sẽ lên cái chòi đó người ta ngồi nghỉ rồi đó các bạn thì buổi tối là đâu có ai ngủ thì bà ngoại mới soi cái đèn pin là cái chòi đó thấy ông ngoại đang ngủ ngon lành trong đó đó lúc đó mọi người hả mới hê mới rinh ông ngoại về xong rồi á là để ông ngoại lên giường ông ngoại lên giường ngủ tiếp tục ngủ như chết không biết gì thì lúc này mọi người à, mấy ông chú này với mọi người trong xóm cũng xúm lại hỏi rằng sao vậy sao vậy thì bà ngoại cũng kể lại là trong khi mới nãy là đóng cửa trong nhà mà không biết là ổng ra bằng cái đường nào mà trong khi hai bà cháu đi xuống dưới để mở tivi coi là rồi xong bạn đi lên bạn coi là chưa tới một phút chưa tới một phút nữa mà không biết là tại sao ổng đi được ổng ra cách nào luôn không hiểu luôn không lẽ là ông ngoại của bạn đi xuyên tường ra thì làm sao có cái chuyện đó được xong cái mọi người nghe nói xong hết nó kêu thôi để sáng mai hỏi ổng cái bắt đầu mọi người cũng đi về cho tới sáng hôm sau khi mà ông ngoại của bạn tỉnh rồi á thì bà ngoại mới hỏi ông tối qua đi đâu vậy cái ông ngoại nói tôi đi đâu tôi ngủ mà đi đâu đâu cái bà ngoại nói trời ông biết gì trơn hả cái bà ngoại mới kể lại cho ông ngoại nghe các ông ngoại nói gì kỳ tôi hả hồi hôm tôi ngủ tôi có nằm mơ trong mơ đó, tôi thấy hả có người mở cửa ra tôi không biết người đó là ai nhưng mà tôi lại thấy cái người đó mở cửa ra xong rồi mắt mắt kêu tôi kêu tôi đi đi chơi cái tôi cũng đi với người đó mà tôi rõ ràng là tôi thấy tôi đi cái đường bằng xi măng đàng hoàng đường xi măng mà trong khi cái đường đó là đường đất nha các bạn mà ông ngoại nói là tôi thấy rõ ràng tôi đi đường xi măng mà ngủ đều dằng nha cái chân của ngoại khi mà đem ngoại về á là không hề dính một miếng sình nào trong khi mọi người đi kiếm ngoại dính sình tùm lum hết trơn á nhưng mà ông ngoại của bạn là chân không hề dính một miếng sình không hề dính dơ nào thì bây giờ hỏi các bạn là tại sao ngoại có thể vô ngay cái chỗ đó mà mình mãi ngoại không dơ giấy gì cả rồi tại sao ngoại đi ra khỏi nhà được trong khi á là cửa đóng hết trơn thì đây là cái câu chuyện mà do bạn đã chứng kiến tới giờ bạn cũng không hiểu tại sao ngoại có thể đi luôn mà hả sau khi mà mà xảy ra chuyện đó đó thì bà ngoại nói rằng á là do nhiều khi ông ngoại trong cái lúc sỉnh ông ngoại nói chỉ có ông bé Bin là cháu nội gái của tao chứ không có đứa nào khác mà trong khi chị tú cũng là cháu nội của ngoại rồi cái kiểu giống như là chị tú nghĩ rằng có thể là ông ngoại đã quên mình rồi khi nghe ông ngoại nói vậy Cái chị Tú ganh tị Cho nên nó là chị Tú đã dẫn ông ngoại đi Thì bà ngoại nói vậy đó Bà ngoại nghĩ vậy đó Thì Thi cũng nghĩ vậy luôn Còn riêng các bạn thì các bạn nghĩ sao Mà vấn đề hả Ta nói thí dụ như nếu mà không phải ma quỷ dẫn Thì làm sao ông ngoại ra ngoài đó Ông ngoại mình mẩy không dơ Chân cẳng không dơ Rồi làm sao ông ngoại có thể đi xuyên tường làm sao mà đi được trong khi chỗ nào đâu chui ra các bạn thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn đã chứng kiến tiếp theo là câu chuyện thứ ba câu chuyện này thì bạn kể rằng là xảy ra trước cái chuyện thứ hai mới nãy tầm khoảng chừng hai ba năm lúc đó bạn mới chừng 10 11 tuổi à thì cái ngày hôm đó ông ngoại của bạn đi đám tối hôm đó ông ngoại không có về ở nhà chỉ có hai bà cháu thôi thì buổi tối hôm đó trời lại cúp điện không có không có điện các bạn chờ tới thui tới hù cái bà ngoại của bạn là mới à, à, đốt cái đèn dầu mà còn sớm mà cho nên hai bà cháu chưa ngủ được thành ra hai bà cháu mới đốt đèn dầu xong rồi ngồi đánh bài với nhau thì trong lúc đang đánh bài á bạn kể rằng ở phía sau nhà bếp á thì bà ngoại của bạn có một cái kệ hai bà cháu thì ngồi đánh bài trên cái giạc giường của ông ngoại ngủ á là ở phía trước thì ở phía sau bếp bà ngoại có một cái kệ rất là lớn cái kệ này á thì bà ngoại để những cái vỏ chai chẳng hạn như chai nước mắm chai dầu ăn chai này chai kia á các bạn thì bà ngoại rửa sạch sẽ xong rồi bà ngoại sẽ để nguyên một hàng rất là nhiều luôn thì trong cái lúc mà hai bà cháu đang đánh bài tự nhiên nghe tiếng chai á nó đổ bể dưới giống như là ai hả hất xuống vậy đó nhưng mà do lúc đó cúp điện tới thui à thành ra bà ngoại mới nói rằng là thôi kệ đi chắc là mèo chó mèo hay là chuột gì đó nó chung lên nó chạy trên đó cho nên những cái chai đó nó mới rớt xuống thì để có điện hay là sáng mai bà ngoại dọn bà ngoại nói vậy thì vừa rớt mấy cái chai đó ha nó lẻn kẻn lẻn kẻn vậy đó thì tầm khoảng chừng 2 phút sau thì ở phía sau mới nãy thì nói đó là dạng nửa nhà sau là bằng nhà lá lúc này giống như có ai đập vô trong cái vách lá các bạn thì các bạn nào mà về quê mà thấy có nhà vách lá thử đập vô đi nó sẽ phát ra cái tiếng sẹt sạc, sạc 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 mà rất là lớn thì bạn kể rằng giống như ai đó cố tình mà đập vô trong cái vách lá nó cứ sạc 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 um sùm hết thì lúc này bà ngoại mới nói lớn tiếng nha bà ngoại mới nói rằng đó là đứa nào làm gì um sùm vậy bay thì bà ngoại nghĩ có thể là ăn trộm giống như nó vô rồi nó làm vậy để coi coi mình còn thức mình ngủ hay là mình có ở nhà hay không thì bà ngoại nó lớn vậy đứa nào làm um sùm với bay nhưng mà nó vẫn đập vô trong cái vách nó đập nó kêu sẹt 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 um sùm luôn thì lúc đó bà ngoại tức rồi bà ngoại biết là ma rồi cho nên hả lúc này thì bạn sợ bạn khóc các bạn thì lúc đó bà ngoại mới đi ra làm sao bà ngoại chụp con dao á xong rồi bà ngoại mới mở cái cửa sau ra mà lúc mà ngoại mở cửa sau ra cái tiếng đó vẫn phát lên nha cái ngoại mới chửi nó đủ má tụi bay nha đi ra chỗ khác nha chọc bà cháu tao á hả là tao chém chọc nhà tao ghẹo nhà tao là tao chém nha chém là tụi bay khỏi đầu thai luôn á chém là tụi bay khỏi đầu thai luôn á thì khi mà bà ngoại chửi như vậy cầm dao quơ qua quơ lại quơ qua quơ lại vậy đó thì nó không còn tiếng động nữa Bà ngoại nhìn không thấy ai hết trơn á nhưng mà vẫn nghe tiếng động um sùm rồi sau đó bà ngoại chửi là không còn nữa các bạn xong rồi bà ngoại đóng cửa rồi á là không chơi đánh bài gì nữa hết hai bà cháu lên giường ngủ thì đó là câu chuyện mà tuy rằng không có thấy hình ảnh ma quỷ nhưng mà cái tiếng nó vậy đó bạn nghe vậy đó ha rồi tiếp theo nữa câu chuyện này á là do bản thân của bạn trải qua nhưng mà thiệt tình cái lúc mà bạn trải qua chuyện này á bạn không biết là bạn nhìn thấy ma. Sau này khi mà bạn về nhà rồi á thì có hôm đó bạn nằm trên võng á cái bạn nằm đưa qua đưa lại cái tự nhiên bạn nhớ tới cái câu chuyện này thì bạn đang sang lại bạn mới thấy rằng à mình đã thấy ma thì để thi kể cho các bạn nghe coi các bạn có nghĩ giống giống như bạn nữ này là thấy ma không ha thì bạn kể rằng là vào năm bạn cũng cỡ 19 đôi mươi rồi Bạn mới đi ra thành phố Cà Mau Để mà xin việc làm rồi thuê phòng trọ ở ngoài đây đi làm Thì bạn đi ra bạn kiếm việc làm được rồi Sau đó bạn với lại anh người yêu cũ của bạn á Mới chạy lòng vòng Thì cuối cùng mới thuê được một cái phòng trọ đó Ở phường 8 thành phố Cà Mau cái phòng trọ này giá cả rất là rẻ luôn Chỉ có 500 ngàn tháng thôi Mà phòng trọ này thì nhỏ dữ lắm Theo cái kiểu giống như người ta cho thuê giá rẻ đó Cho nên người ta cũng không có là đầu tư chăm chút nhiều nữa Phòng trọ này là gồm có hai dãy Mỗi một dãy là cách nhau tầm khoảng Cái đường hành lang đó các bạn tầm khoảng chừng mét, mét rưỡi thôi Nhỏ xíu à rồi trong phòng là không có cái ghét Nhưng mà có được cái toilet À, có được cái bếp nhỏ với lại người ta xây cái bục lên cao cỡ chừng nửa mét vậy đó để cho mình để cái miếng nệm lên mình trải giống như là cái giường vậy đó thì bạn kể rằng á là cũng ọt ẹp dữ lắm nhưng mà do cái giá cả nó rẻ mình lúc đó chưa có đi làm được nhiều tiền mà thành ra là thôi kệ thuê luôn thì khi thuê cũng dọn đồ vô dọn đồ vô thì bạn kể rằng ở cái con đường hành lang của cái phòng trọ này chỉ có duy nhất một cái đèn ở ngay chỗ đầu hành lang vô thôi thì càng vô sâu ở trong là càng tối tối thui à mà hả người ta không có gắn đèn trong rồi trong phòng thì cũng không có cái cửa sổ luôn thì bạn kể rằng hôm đó dọn vô mà buổi sáng hôm đó là bạn có đi đám cho nên bạn cũng hơi mệt thành ra tới cỡ hai giờ mấy 3 giờ chở một số đồ lại thì anh người yêu cũ của bạn mới nói rằng thôi em vô em nghỉ đi còn mấy cái đồ kia thì để anh về anh chở chút xíu nữa anh đem lên cho xong cái bạn cũng ờ à, rồi anh mới đi bạn mới vô phòng bạn vô cái bạn cũng dọn dẹp một số rồi ha cái bạn mới leo lên trên cái bục đó đó bạn mới lấy cái ba lô bạn mới lót cái đầu đỡ cái bạn nằm dọc điện thoại hồi sau cái bạn cũng ngủ luôn thì khi mà bạn ngủ sai bạn ngủ ngon vậy đó tự nhiên có ai đập cửa phòng trọ của bạn đập lớn dữ lắm đập mạnh dữ lắm đập răm răm rầm luôn thì lúc này bạn cứ tưởng rằng là anh người yêu của mình đã đem đồ tới ảnh kêu cho nên là bạn mới ra bạn mở cửa thì lúc mà bạn ra bạn mở cửa thì bạn thấy có hai đứa nhỏ là con gái con trai với lại một bà cũng đứng tuổi rồi Bà ẩm trên tay một đứa con nít tự nhiên cười với bạn mà cái mặt là quát là không biết cái cười nói mới dọn tới hả hỏi bạn vậy đó mới dọn tới hả xong rồi nha bạn thấy ở ngoài cái hành lang đó đó mà lúc đó bạn nói rằng do trời cũng đã tối rồi hay sao mà hả ở ngoài đó bạn thấy tối tăm lắm chỉ có một cái bóng đèn ở đầu cái đường hành lang vô thôi cho nên ở cái khúc trong đây là nó tối thui à thì lúc đó bạn thấy thêm cả chục đứa con nít nữa nó đang giỡn hớt um sùm ngay chỗ trước cái phòng của bạn luôn còn cái bà đó ha ảnh đứa nhỏ với lại hai đứa kia đứng dòm vô bạn mà cười cười theo kiểu nham nhở dữ lắm hỏi mày mới dọn tới hả cái bạn cũng gật đầu bạn không trả lời nhưng mà bạn gật đầu bạn cũng cười cười ý là à dạ con mới dọn tới xong xong đó bạn đóng cửa lại thì khi mà bạn đóng cửa lại cái bạn dứt không có nghe tiếng ông um sầm nữa mà trong khi mới nãy bạn mở cửa ra thì bạn thấy nguyên bầy con nít đó nó đang giỡn hết ở trong cái hành lang đó ngay trước phòng của bạn là um sầm lắm nhưng khi đóng cửa lại cái là dứt luôn dứt luôn xong các bạn mới bật đèn sáng lên bạn coi đồng hồ thì lúc đó tầm khoảng chừng 6 giờ 6 giờ mấy chiều rồi cho nên ngoài trời cũng đã tối rồi lúc đó bạn không nghĩ gì đâu hoàn toàn không nghĩ gì bạn cứ nghĩ rằng chắc là mấy người đó ở phòng khác mấy đứa nhỏ đó là con của mấy người ở phòng khác rồi súng lại nó mới chơi trên cái dãy hành lang phòng trọ đó thì bạn nghĩ vậy thôi người ta thấy bạn mới vừa dọn vô Người ta qua người ta hỏi thăm vậy thôi Rồi sau đó bạn không nghĩ gì đâu Cái bò của bạn cũng chở đồ tới Rồi cũng dọn dẹp Xong rồi bạn ở đây tầm khoảng chừng nửa năm Bạn cũng không thấy gì hết nhưng mà sau đó do công việc cũng không có ổn lắm Cho nên đó là bạn đã nghỉ làm rồi trả phòng để mà về nhà ngoại của bạn Thì khi mà về nhà ngoại hôm đó đó Bạn nằm giống bạn mới suy nghĩ lại Bạn nói ủa mình ở nửa năm Thì mình thấy mấy cái phòng kia toàn là mấy anh chị trẻ trẻ không à trẻ trẻ cỡ hai mươi hai mấy tuổi người ta ở người ta đi làm không có con mà mình ở nửa năm mình cũng không có bao giờ gặp lại cái bà đứng tuổi đó với lại mấy đứa nhỏ đó với lại bạn nghĩ rằng là ủa sao ở ngoài á sáng sủa xong chơi đi mà lại kéo vô trong cái chỗ hành lang đó để mà chơi giỡn hết um sùm nhưng rồi sau đó bạn đóng cửa lại thì không nghe tiếng nữa thì bạn mới đang sang lại bạn mới suy nghĩ không lẽ mình thấy ma mà hơn là nó cũng không có nhảy vô thí dụ như nếu là ma đi nó cũng không nhảy vô để mà nó gẹo bạn thì lúc đó bạn mới thấy sợ thì thì cũng không biết nữa thì cũng biết là có thể là nhiều khi mấy đứa nít ở khu vực đó nó kéo lại nó bu lại đó nó chơi nhưng mà bạn nói rằng sao cái lần đó là không thấy mấy đứa đó nữa nha không thấy nữa nha rồi mấy phòng khác người ta cũng đâu có con cỡ đó đâu rồi thí dụ như nếu con nít bình thường nó lựa chỗ sáng nó chơi cái ai mà xúm lại một cái chỗ tối như vậy để mà chơi đâu Thì các bạn nghĩ sao nhưng mà bạn nữ này thì nghĩ đó là dông gẹo bạn các bạn nhưng mà gẹo có một lần thôi Thì đây là câu chuyện tiếp theo Tiếp theo một chuyện nữa Chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua Thì bạn kể rằng lúc này bạn cũng hai mấy tuổi rồi thì do công ty của bạn á người ta có mở thêm một cái chi nhánh ở Vĩnh Long thì người ta có thuê một cái căn nhà nhà này là nằm ở đường quốc lộ người qua kẻ lại rất là đông rất là tấp nập luôn và xung quanh cũng có rất là nhiều nhà thì bạn kể rằng khi mà công ty thuê ở đây á là do cái chỗ này nó cũng nhỏ cho nên nó là chỉ có hai nhân viên bạn với lại một chị nữa chị là đồng nghiệp với bạn cũng thân thiết với bạn lắm có hai chị em làm ở đây à thì khi mà đến đây á công ty mới kêu rằng á là thôi bây giờ hai đứa ở lại đây luôn ở lại cái nhà này để mà ở coi máy móc rồi luôn phía trước là có đồ trưng bày rồi máy móc này nọ kia ở phía sau là có một cái gian phòng gian phòng này là có toilet ở trong phòng luôn thì hai chị em là ở phía sau thì bạn kể rằng khi mà công ty người ta đem máy móc đồ tới hết rồi không biết là công ty gì đem tới hết rồi cái hai đứa cũng dọn vô để ở thì do không biết là có một số trục chặt gì đó công ty của bạn không có cúng khai trương nha mà mở ra luôn chứ không có cúng kiến gì hết và cũng không có cúng nhà cửa luôn thì bạn kể rằng hai chị em vô đây ở nửa tháng đầu tiên cũng bình thường không có gì hết nhưng mà cho tới hôm, hôm đó hai chị em mà có chút chuyện mâu thuẫn, cho nên có gây với nhau vài câu, thì hai đứa cũng giận không có nói chuyện với nhau. Thì tối hôm đó hai đứa giận mà không nói chuyện mà, hai đứa nằm kế nhau mà mỗi đứa là dọc điện thoại ha, dọc 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 điện thoại, sau đó cái chị kia ngủ, rồi bạn cũng ngủ luôn. Thì khi mà bạn ngủ á, tự nhiên bạn nghe tiếng tại vì bạn này rất là nhạy cảm âm thanh chỉ cần nghe một cái tiếng nhỏ thôi bạn đang ngủ là bạn sẽ bị giật mình liền thì bạn kể rằng tự nhiên bạn nghe tiếng nước chảy xà 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 trong toilet mà cái toilet là nó nằm trong cái phòng ngủ của hai chị em luôn thì lúc này là bạn mới giật mình vậy bạn nghe tiếng nước chảy rất là lớn bạn cứ nghĩ rằng đó là cái chị kia chị ấy vô trong toilet chị sử dụng thôi nhưng mà khi bạn say lại á thì bạn vẫn thấy chị đó ngủ kế bên bạn thì bạn mới hết hồn bạn mới nghĩ rằng đó là ủa sao kỳ vậy ủa sao kỳ vậy? sao tự nhiên á là 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 tiếng tôi tiếng nước chảy xà xà vậy ta thì lúc đó bạn nghĩ chắc là cái giờ nước nó bị lỏng cho nên là bạn tính ngồi dậy nhưng mà khi bạn ngồi dậy thì bạn nhận ra rằng mình không ngồi dậy được là cơ thể của bạn cứng ngắc luôn nha không nhúc nhích gì được luôn nha chỉ có con mắt của bạn là đảo qua đảo lại để mà bạn dòm khắp gian phòng được thôi thì lúc đó đó tiếng nước bắt đầu chảy xà 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 rồi các bạn mới nghe cái tiếng mà giống như tiếng móc quần áo mà bằng nóc á các bạn nó va vào nhau nó kêu can 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 vậy đó cứ liên tục vậy đó ha cái xong sau đó đó bạn sợ lắm bạn sợ mà bạn muốn kêu cái chị kế bên mà kêu cũng được bạn cố gắng bạn dùng dãy để mà ngồi dậy được á cũng không được luôn. Cái bạn khóc nước mắt tà le hết trơn. Cái xong sau đó bắt đầu bạn nghe tiếng người nói cái gì mà um sùm trời đất mà bạn tưởng tượng rằng á giống như là cỡ hai mấy ba chục người vậy đó nói quá trời nói 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 rồi cười với nhau bàn với nhau rồi cười với nhau mà bạn không nghe được cái nội dung gì hết cứ um sùm um sùm vậy đó mà bạn nhìn xung quanh không thấy ai hết trơn mà cứ vậy đó cái sau đó bạn sợ quá bạn mới nhắm mắt lại nhắm mắt lại xong cái bạn niệm phật niệm phật hồi sau bạn không còn nghe nữa nhưng mà vẫn còn nghe cái cái tiếng nước giải nha xong cái bạn niệm phật tiếp 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 tiếp, tiếp, tiếp. rồi cái bạn ngủ quên luôn cho tới khi mà bạn tỉnh dậy á thì lúc này á là bạn ngồi bật dậy cái bạn nhớ là cái chuyện này bạn khóc bạn khóc thì cái chị kia đó chị cũng giật mình chị mới thấy bạn khóc chị mới hỏi chuyện gì cái bạn mới hỏi chị đó rằng chị ơi có tiếng nước chảy không thì chị nói tiếng nước chảy gì đâu có 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 tiếng nước chảy gì đâu cái bạn mới hỏi chị ơi có tiếng người nói chuyện không có tiếng người nói chuyện giống như lúc đó bạn khóc bạn quán mà hỏi vậy cái chị đó nói rằng không đâu có ai nói chuyện em xong sau đó bạn mới bình tĩnh từ từ lại rồi bạn mới kể cho chị đó nghe cái chị đó nói rằng là chị cũng tin nha chị nói rằng là thôi chắc do bữa giờ vô đây cũng nửa tháng hơn rồi mà không có cúng gì hết trơn thì thôi để có gì á là ngày mai á hả hai chị em mình hùng tiền lại xong rồi mua trái cây này nọ kia rồi đem về cúng đi còn nếu mà cúng mà vẫn không được nữa thì chắc là hai chị em mình á là kiếm cái chỗ khác nào ở rồi á là sáng mình lại đây mình mở cửa công ty thôi mình làm cho tới chiều mình về chứ mình không ở đây nữa thì bạn cũng gật đầu xong sau đó tới sáng thì chị kia cũng chạy đi mua đồ về cúng bạn cũng khấn vái bạn nói rằng cho con ở đây con làm ăn với lại công ty người ta cũng bao ăn ở vậy đó cho nên ở đây cũng rất là lợi luôn thì cho tụi con ở đây đi rồi mỗi tháng tụi con sẽ cúng một dĩa trái cây rồi mỗi tháng sẽ cúng vậy đó đừng có nhét đừng có ghẹo con thì sau đó là bạn với chị kia không có thấy nữa thì đây là chuyện của bạn nữ ở Cà Mau đã gửi về cho kênh chúng ta năm câu chuyện các bạn. Thì những chuyện này tuy nó nhẹ nhẹ nhưng mà bản thân bạn trải qua, trải qua thì bạn rất là sợ hãi. Cho nên các bạn đừng chơi nha. Thì thôi hôm nay thi đã kể xong tập 1599 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1500 nghìn sáu 1600 thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào